Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình Python. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào bài số 2 trong phần lập trình hướng đối tượng. Ở phần trước thì chúng ta đã nắm được tổng quan các khái niệm rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào đối tượng và thuộc tính của nó. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cũ một chút. Các bạn mở PyCharm lên để chúng ta thực hành nhé. Từ màn hình PyCharm các bạn chọn là New này. Python file chúng ta gõ vào bài Hôm nay là bài OOP buổi 2 Kiến thức quốc của chúng ta này, chúng ta khai báo một biến bất kỳ, giả sử như x bằng ba, chúng ta print type, chúng ta kiểm tra kiểu loại đúng không ạ? Cái thao tác này quá quen thuộc rồi, chúng ta kiểm tra kiểu loại của biến x, thì nó đẩy về class là int, tức là kiểu số nguyên đúng không ạ? Y là một chuỗi bất kỳ, chúng ta cũng kiểm tra kiểu loại của nó. Thì bạn đẩy về là class là string, đúng chưa? Và nếu chúng ta có một cái t. khai báo bằng dấu ngoặc vuông như này. Thì các bạn đẩy ra gì ạ? Thì nó ra class là list, đúng không ạ? Đẩy về class là list. Như vậy bản chất là chúng ta từ đầu đến giờ các bạn đã làm việc với các class có sẵn trong Python rồi Và nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? học thuộc tất cả các class này Xem là các class này nó có các phương thức như thế nào à, Giả sử như thằng y này này Nó có một cái phương thức quen thuộc của các bạn Chúng ta sử dụng là y.upper dạ. Nó sẽ là gì ạ? Nó viết hoa toàn bộ cái chỗ này lên Đấy Đó này Đó nó đẩy về một chỗ viết hoa Đó thì sau này trong lập trình hướng đối tượng của chúng ta ấy, thì cái thằng Upper này nó là một cái phương thức cụ thể ấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ bàn đến sau Còn hiện tại bây giờ chúng ta sẽ học hôm nay là gì ạ Là Class, là, là lớp Và những cái đối tượng cụ thể của nó Và thuộc tính của nó Thì ở đây này, nó là các Class này đã xây dựng sẵn trong Python rồi Thì ngày hôm nay câu hỏi đặt ra là Liệu rằng là chúng ta có thể tự xây dựng được các Class với cái quy tắc do chúng ta đặt ra hay không à, Câu trả lời sẽ là có và làm thế nào để chúng ta khai báo được một cái class cũng giống như thế Để làm sao là Python nó hiểu class chúng ta khai báo Và sau này chúng ta sử dụng lại được nó Thì các bạn khai báo theo cú pháp như sau Chúng ta sẽ khởi tạo class bằng cách là chúng ta nêu tên class Sau đó thì chúng ta để tên lớp ở bên trong Chúng ta mở trang lên nhé Giả sử là chúng ta có một cái class bất kỳ Chẳng như chúng ta tạo nó là item Mở hoặc đóng ngoặc thôi nhé và cái hai chấm như vậy chúng ta đã xong cái bước khởi tạo class rồi bao gồm class dấu cách ạ và tên của cái lớp mà chúng ta cần khởi tạo đó thì mở ngoặc đóng ngoặc và hai chấm ạ tiếp theo là chúng ta sang đến phần khai báo thuộc tính của nó à, thuộc tính của nó tiếng anh thì người ta gọi là attribute thì nó là các đặc điểm của đối tượng ví dụ tên tù, tên này tuổi này màu sắc này chất liệu này giá tiền này à, ví dụ con mèo tạo với con mèo thì con mèo sẽ có lông như thế nào, rồi nó có bốn chân, vân vân, đúng không ạ? Hoặc là cái ô tô trong cái ví dụ mà hôm trước chúng ta học bài tuần quan, thì nó có gì ạ? À? Cánh cửa này, rồi là số động cơ này, đúng không ạ? Chỉ số động cơ, ví dụ thế. À, hoặc là chúng ta có bánh xe, thì đều là các cái đặc điểm của cái đối tượng của chúng ta, ấy. thì chúng ta sẽ gọi nó là thuộc tính. thì Chúng ta khai báo bằng cách là chúng ta dùng define và dấu cách hay dấu gạch dưới init thì các bạn khai báo luôn nhé. Chúng ta Khai báo này DeFi này được chưa dấu cách DEF dấu cách hai dấu dưới init này các bạn cứ nhớ nôm na là chúng ta khai báo thuộc tính thì chúng ta sẽ khai báo thế này công thức nó như vậy chúng ta chỉ việc nhớ thôi tiếp theo là sau cái thằng sale này này cái thằng sale này là gì thì chúng ta cứ ghi sau đó tí chúng ta sẽ giải thích sau các bạn cứ hiểu là mặc định thằng này nó đẩy vào một cái Cell vào nó nhận với cái giá trị của chính nó nha Thế bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các thuộc tính của nó chẳng hạn như trong đây mình sẽ phép đến một cái ví dụ là chúng ta có một cái shop bán các thiết bị điện tử và trong cái shop này thì nó có bán là các cái loại mặt hàng như là laptop điện thoại TV Đây thì nó có các cái thuộc tính chung như là tên này tên mặt hàng bán đúng không ạ thứ hai là cái giá cả mặt mặt hàng nào bán thì chả phải có giá đúng không ạ cái thứ ba nữa là số lượng này ba cái, cái 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 gọi là đặc điểm thuộc tính chung của ba thằng và chúng ta có tên này rồi giá này và quantity số lượng được chưa? đó thì các bạn vừa học uh, tiếng anh nhá chúng ta ghi là tên tuổi giá và số lượng cũng được tùy các bạn thôi Để chúng ta cứ ghi tiếng anh để cho nó quen tiếp theo là chúng ta sẽ phải khai báo từng cái biến này một theo chấm name bằng các bạn đẩy chữ name hiện tại ở trên cái phần bên trên ấy, nó đang tối để sau khi chúng ta gõ xong dòng này thì nó sáng lên chưa? như vậy chúng ta đã khai báo xong cái thuộc tính đầu tiên thằng cho thằng name tương tự như thế chúng ta sẽ làm tương tự đối với ba thằng hai thằng còn lại là pry pry bằng pry và thằng quantity quantity bằng quantity ok như vậy là chúng ta đã khai báo xong rồi ba cái thuộc tính là tên giá và số lượng cái thằng nêm này này những cái thằng ở đây này thì nó là một cái biến bất kỳ các bạn đặt ra thôi nhá cái thằng nêm đằng sau này đúng phải là nêm này thế nhưng cái thằng bên trước này này thì các bạn gõ là gì cũng được dạ con nhìn này mình gõ là gì nó vẫn có đúng thôi tuy nhiên rằng là à, để tránh nhầm lẫn thì chúng ta tốt nhất là cứ để nó giống như này để sau này chúng ta sử dụng hàm nó khi mà gọi lại tên nó ấy, thì nó khớp với cái thằng biến này chúng ta gọi nó dễ hơn nó đỡ bị nhầm thôi đấy là tại sao mà chúng ta lại để cái thằng này nó giống hệt thằng này về bản chất các bạn thích điền thằng này thế nào cũng được nhá kể cả các bạn để sao chấm tên và bằng name này sau này chúng ta gọi cái biến xeo chấm tên để ra cũng được nhá nhưng mà ở đây thì tốt nhất là chúng ta để giống nhau đi để cho đỡ nhầm rồi sau khi khai báo xong thì chúng ta sẽ đến bước là chúng ta chúng ta define rồi đúng không ạ? chúng ta sẽ đưa ra từng cái item cụ thể một để chúng ta test thử. À, chẳng hạn như chúng ta đưa vào một cái item này, item một, sản phẩm một đấy, bằng nó nằm trong class item nên khi chúng ta khai báo thì chúng ta sẽ phải gõ gì ạ? Gõ chữ Y này chữ Y viết hoa này, Y viết hoa là bởi vì thằng item tên chúng ta đang viết như vậy. Dạ, chúng ta sẽ khai báo là A à, nó thuộc cái class item. Và các bạn nhìn thấy không? Khi mở ngoặc này nó sẽ yêu cầu các bạn nhập vào ba cái giá trị tên giá và số lượng được chưa các bạn nhìn thấy không nó gợi ý này tên này chẳng hạn như chúng ta để vào là phone nhá điện thoại được chưa để cho nháy kép là một chuỗi giá này giá chẳng hạn như chúng ta bán nghìn đô như thế rồi tiếp theo nó nhảy đến thằng quantity này số lượng được chưa số lượng chẳng hạn ba cái rồi tiếp chúng ta lại sang đến sản phẩm số 2 anh cho d ra này sửa thành sản phẩm số 2 này nhưng mà chúng ta không phone nữa mà chúng ta laptop đi À, top rồi này là hai nghìn như thế số lượng là năm rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng thằng một tức là gọi từng cái thuộc tính của nó ra để chúng ta in nó ra màn hình bằng cách là gì ạ chúng ta sẽ print này chúng ta sẽ thấy là đặt một cái biến mặt hàng có tên là mặt hàng có tên là vậy chúng ta sẽ đẩy cái thằng item vào item một đúng không ạ chúng ta muốn lấy tên của thằng item một chúng ta lại item một chấm các bạn khi mà chấm này các bạn nhìn thấy không các thuộc tính nó đưa ra này như vậy item một này này nó là các cái đối tượng cụ thể item một item hai là các đối tượng cụ thể và chúng ta chấm này khi chúng ta chấm thì nó sẽ đẩy ra gợi ý này price giá này tên này và số lượng đúng không ạ như vậy chúng ta có thể in ra bằng cách là item một có tên là gì đây này đó chúng ta chạy thử nhá run thì mặt hàng có tên là phone được chưa thì chúng ta muốn lấy là mặt hàng có tên là phone giá là bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc thay đổi đây thôi thằng này price này được chưa có giá là chẳng thế đợi mình bật việt key lên một chút nhá đây có giá là rồi item price đúng không nó sẽ đẩy ra cái giá này có nhìn thấy không mặt hàng có tên là phone có giá là một nghìn đấy như vậy bản chất là chúng ta đang việc là định nghĩa tên, giá, tuổi, à, tên, giá và số lượng của những cái thằng item này, được chưa? Nếu như không có thằng lập trình hướng đối tượng, thì chúng ta sẽ muốn khai báo ba cái biến này thì có phải là thằng phone này, các bạn phải thay báo là à, tên là phone này, thằng price của phone thì là giá là bao nhiêu, rồi là thằng quantity số lượng của phone là bao nhiêu là mất ba dòng rồi đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta lại khai báo thằng laptop lại mất ba dòng y xì thế. Sau chúng ta lại có cái sản phẩm thứ ba Giả sử shop chúng ta có khoảng tầm 500 sản phẩm Thì chúng ta khai báo như thế thì có mà đến hàng nghìn dòng đúng không ạ Như vậy nên là chúng ta mới dùng lập trình hướng đối tượng Các bạn nhìn thấy không Chúng ta đang khai báo có hai phần tử thôi Nó mất khoảng hai dòng như này Cho hai phần tử chúng ta gọi ra Nếu khoảng 500 phần tử chúng ta cũng chỉ thêm thôi ạ Thì đây là cách mà chúng ta rút gọn cái cốt hơn Thì các bạn cứ hiểu nôm na như vậy Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần là giải thích chi tiết hơn này Các bạn nhìn này ở đây các item 1 và item 2 của chúng ta ấy, nó chính là các object, tức là các đối tượng cụ thể. Nó giống như là cái ví dụ hôm trước của chúng ta là chúng ta làm bánh pizza, đúng không? pizza nói chung thì là là cái class pizza. tuy nhiên khi chúng ta thay đổi hương vị của nó, đấy, mỗi tí, mỗi thằng một tí, mỗi thằng một tí thì tạo ra các đối tượng pizza khác nhau. Thì nó là các cái đối tượng riêng rẽ, đúng không ạ? Ở đây như thế chúng ta có là item 1 là thằng phone. Mặc dù là nói chung các thuộc tính là có tên này, có giá và có số lượng, thế nhưng mà từng thằng này lại là thằng khác nhau, đúng Item là phone này và laptop này, đấy. Thì cái thằng item một này này, nó chính là một đối tượng. Item hai này cũng là một đối tượng. Các thằng name, price, quantity này là thuộc tính và tiếng Anh nó gọi là attribute. Và khi chúng ta gọi cái thằng item một này, các bạn nhìn nhé. Khi chúng ta gọi item một, item một có tên là đây, mặt hàng một có tên là đây, item một chấm name thì cái thằng item1 này nó sẽ đẩy vào cái vị trí cell này, này. Khi chúng ta gọi đối tượng này, các bạn nhìn thấy cái hàm chấm name không? Giả như chúng ta gọi item1.name thì có phải là chúng ta đang item1.name đấy không? À, thì nó đẩy ra cái thằng tên của thằng item1 thôi, đúng chưa ạ? Nó sẽ tham chiếu đến cái thằng item1 và nó kiểm tra item1.name và nó đẩy về tên của thằng item1. Và vì thế chúng ta đẩy được kết quả là phone. Đó. Thế thì cái thằng sale này này nó sẽ đại diện cho từng cái thằng object này một ạ yeah. tại sao chúng ta có cái thằng cell này theo tự mình tự chính nó gọi tiếng anh nó dịch ra tiếng việt như thế thì tức là chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta gọi được ra các cái thuộc tính của từng đối tượng được yeah. bây giờ chúng ta thử in ra cái thằng item 2 xem được không nhá yeah. các bạn thử print này um, mặt hàng hai có tên là à, như này có tên là name đúng không ạ item 2 chấm name đó thì nó cũng sẽ in ra chưa đó mặt hàng hai có tên là laptop này được chưa thế bây giờ chúng ta ghép vào thử không nó cũng là các biến thôi mà đây chúng ta khai báo bằng cách là chúng ta mở ngoặc nhọn này đây item 2 chấm nêm ạ mặt hàng 2 có tên là à, giá là đúng ạ thì dạng cũng bể hoặc nhọn ra thôi nó là một cái biến bình thường thôi các bạn thấy nó dễ không item 2 chấm price đúng không ạ đó đăng này Ồ, oh, lỗi gì đây rồi uhm, thiếu ngoặc kép ok Done đó thế bạn thấy là mặt hàng hai có tên là laptop và giá là 2.000 ạ thế thì nó là các quy biến mà chúng ta khai báo thôi tuy nhiên là chúng ta khai báo theo class thì nó sẽ gọn hơn đó thì bây giờ chúng ta sang đến cái bài tập phần ứng dụng này thì các bạn hãy vận dụng cái phần vừa rồi các bạn tạo cho mình một cái class tên là sinh viên nó không phải là item nữa mà chúng ta tạo một class sinh viên với các thuộc tính đó là họ tên này mã sinh viên và quê quán sau đó thì chúng ta nhập vào ba cái đối tượng là sinh viên 1, sinh viên 2, sinh viên 3. Và nhiệm vụ các bạn đó là xuất ra tên của sinh viên 1 và quê của sinh viên 1. Đó, nó sẽ xuất ra kiểu như thế này. Chưa? Green ra như này. Tiếp theo là chúng ta xuất ra quê của cả ba sinh viên 1, sinh viên 2 và sinh viên 3. Đấy, chúng ta sẽ xuất ra theo cái kiểu dạng như thế này. Sau khi các bạn nhập xong mà chúng ta xuất được kết quả thành công ấy, thì là các bạn đã nhập được thành công cái class rồi. Đấy thì các bạn hãy nhập thử sau đó thì các bạn hãy post cái phần cốt bài tập các bạn ở phía dưới video này để mình sẽ kiểm tra nhé xem các bạn có gặp khó khăn gì không buổi sau thì chúng ta sẽ học tiếp những các cái thuộc tính tiếp theo các phần tiếp theo chúc các bạn có một buổi học tập vui vẻ cảm ơn các bạn